Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Buổi sáng mùa thu ha cô chú anh chị, sáng mùa thu thích nhất là sáng ngủ dậy nhìn ra cửa sổ mọi người, xung quanh lá đổi màu rất là đẹp ha cô chú anh chị. Sáng Chi ăn sáng xong là ngồi trên bàn vẽ nè cô chú anh chị, em Chi đã vẽ gần cả tiếng đồng hồ rồi đó mọi người. Chi sáng giờ miệt mài chăm chú vẽ luôn cô chú anh chị, vẽ hình rồi bây giờ tô màu nữa, quá trời giỏi luôn. Đẹp quá con. Chào mừng cô chú các bạn nữa trời. Đây, ngày hôm nay em Chi đã tô màu được những cái này nè cô chú anh chị. Cái này là Chi tự làm luôn hả cô chú? Này cũng Chi tự làm. Này cũng Chi tự làm luôn. Cái này là của Kim làm nè. Xong rồi Chi còn viết trên đây nữa. Cái này là Kim viết sẵn hả cô chú anh chị. Xong rồi em Chi muốn viết cái gì em Chi nói, xong rồi Kim sẽ viết lên đây, xong rồi Chi sẽ nhìn vô và viết lên đây. Cái này là gửi cho cái cô giáo Miss Carrie, là cái cô giáo dạy ba lê cho Chi hả cô chú anh chị. Thì ngày mai em Chi sẽ đi tiệc Halloween ở chỗ cái lớp học múa của cô á, cô tổ chức hả cô chú anh chị. Em Chi hôm nay muốn vẽ những cái này nè để ngày mai đem tặng cho cô đó mọi người. Cái này nè cô chú anh chị, mình mua cái tờ này nè, xong rồi cái mình để xuống mình tô màu hả cô chú anh chị, chứ không phải em Chi mà vẽ được như vậy hả mọi người. Đây đó, để xuống đây nè, xong rồi tô màu lên đẹp chứ bộ. Này em Chi làm đó, Chi giỏi quá ha. Trời ơi bà điệu. Ngày hôm nay em Chi vẽ ba cái hình này và thêm mấy cái hình kia nữa tặng cho ba rồi, để bàn của ba rồi. Chi rất là mê vẽ cô chú anh chị. Ở đây đứng xích gần đây nè. Rồi nói sao con chào bà cô chú, con đi đâu đây? Chào các bà cô chú. Cứ nhảy nhảy con, đứng im con. Xin chào các bà cô chú. Chị đi đâu? Đi học ba lê. Đi học ba lê. Bữa nay không học ba lê, đi Halloween party. Đi Halloween party. Đi ăn tiệc Halloween ở cái lớp học múa đó cô chú anh chị. Hôm nay chị sẽ đi từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều mới về cô chú anh chị, thì ba mẹ sẽ chở chị đến đó cho chị ở đó chơi với cô. À, rồi đi về. Ở đây là có cái giỏ này là đồ ăn trưa nè cô chú anh chị, đồ ăn trưa, nước uống và quần áo thay gì đó. Chứ người ta không có bao ăn luôn hết mọi người. Mình mua cái vé nhưng mà mình phải đem đồ ăn theo. Kìa, chia vẽ mấy cái hình hôm qua, hôm nay đem tặng cô nè. Đi lên đây mày chụp hình cái con. Xin chào cô bà cô chú. Have a good day, okay? Do you want to keep your jacket with you? Đã về tới nhà rồi cô chú ơi. Cái cây này bữa nay nó lá nó vàng hết trơn rồi nè mọi người. Thank you.
đeo đi mẹ coi coi. Rồi cái hình ở trên trán đâu rồi? Hình trên mặt, dán trên mặt đâu rồi? Ờ, đi xem mặt rồi. Ok, con đau hả? Mà con làm hình gì đâu? Chi đi tiệc ba lê vậy ở lâu. Cái tiệc Halloween vậy nè cô chú ơi. Lên đây con. Nhanh lên đây đi. Chi ba cô chú. Rồi bây giờ đi qua hàng xóm ăn ăn tiệc Halloween nữa cô chú anh chị, xong rồi sẽ đi gõ cửa xin kẹo hả mọi người. Khỏi cần kéo đi, kéo lên đi. Chút nó qua bển con cũng cởi ra hà. Chi muốn đem cái hình này qua bển tặng bạn này cô chú anh chị. Chim có mua một gói kẹo với lại một cái bánh kem hả cô chú anh chị. Cái táo này nè, mình sẽ cắt ra rồi cái mình để vô đó mình nướng luôn. Ăn rất là ngon.
ở trong đây là tại vì ở đây là còn mấy cái này hết bột rồi nè, cho nên là mình cắt cái này nướng táo ăn cũng rất là ngon, chị biết không? Rồi bây giờ mình sẽ để vô đây một ít đường ha. Chút xíu đường thôi. Rồi xong thì sau đó mình sẽ cho một ít bơ lên nha chị nha. Now can I put some on? Ooh, I can feel the cheese. Chị ơi, có bắp nữa nè chị ơi. Để cho bí lên con. Cho mấy đứa nhỏ cho nó chơi nó ăn mà. Đây nè cô chú ơi, tác phẩm của Chi Chi nè cô chú. Trời ơi. Rồi làm có miếng à mà ăn hết trơn à. Thấm gắt này lên nhiều thêm cho đẹp nè. Rồi đem tặng bạn không? Hả? Tặng Erin không? Trà chiều của hai mẹ con hả cô chú anh chị? Bây giờ là trà xế mọi người. Uống cái này xong rồi sẽ chơi hoặc là học chơi vẽ với Chi Chi một chút xong rồi sẽ làm đồ ăn tối ha cô chú anh chị. Xin mời mọi người nha. Chị chặt cơ bạn chứ. Đổ con đổ.